chào mừng các bạn đã quay trở lại với channel của mình. Mình là Vũ Lít và chào mừng các bạn đã tới phần tiếp theo của Dragon City. Và nếu các bạn cảm thấy thích cái series này của mình thì các bạn đừng quên bỏ lại cho mình một like và đừng quên chia sẻ video để ủng hộ cho mình nha. Các bạn thông cảm cho mình một chút bởi vì trưa nay mình không ra video bởi vì mình ngủ một phát từ hôm qua đến nay. Trời ơi, mình buồn cười vậy. Thì nhận biết đây là hôm qua mình có đi tắm đêm và mình bị nhức đầu, quay cuồng chóng mặt. Nhiều bạn vô lịch phép tắc, vô lịch sự bác cả trưởng nha. Các bạn thì kêu là em tắm đêm suốt thì có sao đâu. Ừ thì em cứ tắm đêm suốt đi, anh không nói gì nữa. Đấy, những bạn đấy là những bạn mà gọi là thể hiện ta đây là em tắm đêm suốt thì sao đâu. Đấy, thì các bạn cứ tắm đêm thoải mái đi. Rồi bữa nào các bạn không xem video của mình hay là các bạn không thể đứng dậy được nữa thì tới đây các bạn cũng đừng hối hận nha. À mà tới đây thì có biết cái gì đâu mà hối hận. Còn nhiều bạn kêu là đen quá tí từ ăn xôi rồi, mình không hiểu bố mẹ các bạn dạy bạn kiểu gì mà bạn lại nói được câu đấy. Thì mình rất là tiếc thương cho bố mẹ các bạn nha. Rồi ok, thì chúng ta sẽ đến với tập tiếp theo nào. Ui cái gì đấy? Ôi 1.750.000 được 2.000 em điên à? Đấy. À đây nó có event này. Thì hôm qua giờ mình chưa có vào á các bạn. What cái gì này? À nó không có được giảm giá các bạn ạ. Ủa? Sao giờ nó bán cả gói 2.400.000 rồi các bạn? Vãi đạn nhỉ? Giờ mới để ý này. Mà kệ không quan trọng. Thì giờ mình đạt tới level 15 rồi các bạn ạ, cho nên mình cũng lười đua nữa. Bởi vì hôm qua mình có trồng cái cây 24 tiếng ấy các bạn. Cho nên là bây giờ mình cũng kiểu lười vào ấy. Đấy, bây giờ thu rồi. Được một đống trái cây luôn. Và bây giờ mình sẽ trồng lại mấy cây rẻ tiền thôi các bạn ơi. Đó. Bây giờ có vòng quay rồi, mọi thứ sẽ trở nên đơn giản hơn rất là nhiều. 16/34 rồi. Cho mình quay phát đi. Hiện tại là mình vẫn là hạng 2 thôi. Thực sự là bây giờ hạng 1 đối với mình nó không quan trọng đâu các bạn ạ. Ôi được cộng có 1 điểm này. Gì mà đen vậy? Chúng ta cùng xem thanh niên top 1 hạng mấy nhá. À top 1 đang ở lap 15 luôn. Hình như mà đến lốt 3 hay sao á. Thử xem nào. Ủa xem đâu ta. Nhưng mà thanh niên này nhìn cái hình dáng này đang ở lap 3 các bạn ạ. À lốt 5. Mình thì đang ở lốt 2. Mình thua thanh niên đấy 3 nốt. Nếu như các bạn muốn mình đạt top 1 thì các bạn có comment ở dưới nhá. Mình nghĩ là vượt thì easy thôi. Nhưng mà kiểu đủ đấy, lười đi vãi. Người đi đó các bạn ạ. Hiện tại đây là cái bang của mình. Hôm qua mình có nhiệm vụ bang, mình ngủ một giấc đến tận bây giờ mới dậy các bạn ơi. Cho nên là chắc chắn là cái điểm của mình rất là thấp rồi. Anh em 2K3 Việt Nam với Đạt Huỳnh này, hai bạn này không làm nhiệm vụ này mình sẽ kích. Đã ra được một hôm rồi vẫn chưa làm nhiệm vụ các bạn ạ. Mình chả hiểu sao các bạn ấy vào bang mình sao các bạn ấy không làm nhiệm vụ nhờ. Khó hiểu quá ta. Nếu bạn nào không làm nhiệm vụ thì các bạn cứ nhường slot cho người khác đi. Ơ kìa. Vào mất công mình kích ra vãi cả trường nha. Đấy. Như bạn ấy kêu là điểm em thấp, em sẽ vào làm nhiệm vụ thề với các bạn luôn. Chả bao giờ được á. Chả bao giờ được như lời các bạn ấy hứa luôn. Thề. Rồi finish. Con này giống Bulbasaur các bạn. À, Pokemon Bulbasaur của mình. Tiến hóa thành Ivysaur. Không vậy. Tiến hóa cấp 3 đó là cái gì nhỉ anh em nhỉ? Mình quên tiến hóa cấp 3 con Bulbasaur là gì rồi. Đây. Recon con này. Yes. Đó. Phải like thêm bố già dâu trắng thôi các bạn ơi. Con này còn 10 tiếng nữa. Nhưng mà có rất là nhiều bạn yêu quý con này. Mình thực sự các bạn luôn đấy. Con này đạt vào dòng tối thượng lên. Bởi vì nó có rất nhiều bạn. Rồi, cho ra luôn. Rồi. Bởi vì có rất là nhiều bạn yêu quý con này cho nên hôm nay mình sẽ cho ra luôn nhá. Con gì đây? Ua. Wildfire Dragon. Con này mình chưa có đây các bạn. Rất nhiều bạn kêu mình là anh luyện cái con Ultimate Dragon lên cấp 40 đi. Nó bá vãi cả trưởng ra. Luyện lên 40 và A cộng nó bá vãi. Cái game mình cứ cố gắng để dành nhá. Để dành càng nhiều càng tốt. Để cho cái cuộc đua tiếp theo các bạn ạ. Rồi cho này ra đi. Cho ra luôn nhá mọi người. Đây. Ua. Ultimate Dragon con này có lâu rồi. Sao nhìn mắt ngầu luôn anh em. Đó. Bây giờ mình sẽ cho nó ăn. À tên là dòng tối thượng nha mọi người. Đó. Con này không thêm chữ diệt hách vào. Như bạn thắc mắc hỏi mình là sai không thêm mấy cái chữ diệt hách của mấy con rồng. Thì thực sự ơi, những con nào nó mạnh nhất ấy thì mình mới thêm chữ diệt hách vào. Nhưng bây giờ mình sẽ đổi tên thành kill hách các bạn ạ. Bởi vì là các bạn nói mình ấy là để tên như vậy nó sợ người nước ngoài người ta tưởng là từ Lê Văn Đạt 09 kill hack. Đó. Vì
Để cái tên là Diệt Hack, nhiều khi người nước ngoài người ta tưởng mình hack ấy, bởi vì là cái game này có cả người nước ngoài mà mình quên mất các bạn ạ. Thì có một bạn góp ý, ơi sao con này ở trên đây, mày xứng đáng bị ban. Thế con này xuất hiện ở trên đây các bạn ạ. Rồi bé cá sấu kêu hack đây ơi, hack đây, ok anh em, đấy về mới đúng này. Chứ người nước ngoài người ta không biết tiếng Việt đâu các bạn ạ. Đây, cứ ghi tiếng Anh lên cho người ta dễ hiểu. Nói hôm qua có một thanh niên ghi chữ cờ ACC đấy. Mình đọc con lộn đó mà. Xem búp cái tháp này được chưa? Rồi, búp tháp. Bây giờ mình sẽ đi đánh đấu trường. Hạng 3.500 server rồi anh em ạ. Ủa? Dông Aie. Thanh niên này người Trung Quốc à? Dông Aie hoặc là Hàn Quốc gì đấy. Ở Việt Nam mình có người đua tới lab 45 rồi các bạn ạ, nhưng mà hack chán đời thật. Ủa đau nhỡ, nó tự gây sát thương vào bản thân đó kìa. What? Ôi mình tưởng là mấy con nó tự gây sát thương vào bản thân nó sau đó nó đánh mình chứ. Con nó tự gây sát thương vào bản thân nó xong nó không đánh mình luôn. Khắm thế. Xong. Easy. Ủa, Cactus Dragon 5 sao. Ấy, tự nhiên ấn vào đây làm gì? Để mình thu thập cái này nha. Mình nghe đồn là bây giờ mình sẽ không thu thập được mảnh của con Ultimate đấy các bạn ạ. Mỗi cái rank thì mình sẽ có thể thu thập một cái loại khác nhau. Và mình không thể thu thập được mảnh của Ultimate nữa rồi các bạn ơi. Khi nào bố già dâu trắng mà tăng thêm một sao nữa nhá, thì mình sẽ đổi tên này bố già dâu trắng kêu hack các bạn ạ. Ôi con này muốn đánh năm mấy máu, mấy ca luôn các bạn ơi. Đánh khỏe đấy nhờ. Chiêu này đi 50k luôn các bạn. Ghê vậy. Ủa đúng là 5 sao khác các bạn ơi. 5 sao bá vãi. 5 sao cấp 50 nữa. 123.000 máu chưa búp. Còn đấy mà đánh ở cái hệ chiến binh lần trước là chắc bá lắm các bạn ạ. 5 sao cơ mà. Mình mốt bố già dâu trắng của mình 5 sao chắc cũng bá lắm. Tiếc là bé ca sấu với lại Lê Văn Đạt 09 chưa được 5 sao. Rồi, chiến. Thế với các bạn là tập nào cũng có người kêu mình là anh ơi cho Lê Văn Đạt lên 50 đi, anh ơi cho bố già dâu trắng lên 50 đi. Thực sự là mình rất là muốn cho bố lên 50 các bạn hiểu không? Nhưng mà cái vấn đề đấy là trời nó bới đất như chó kìa. Vấn đề là cho lên 50 thì nó rất là khó các bạn hiểu không? Phải có đồ ăn nó phải được 400% mới cho lên. Nhưng bây giờ mình cắn răng cắn cỏ mình mua cái đồ ăn mà nó chưa x4 thì mình mua làm quái thì tốn tiền ra đúng không mọi người? Một tiếng đó thì đấy, bánh gạo này. Ơ mà các bạn công nhận mình là hôm nay gặp ít con này không, nhưng mà ít mà nó cấp cao quá à. Rồi cơm nắm 5 sao may quá từ đầu rồi. Hôm nay là ngày khiến mình ngạc nhiên cực kỳ luôn các bạn, là nãy giờ mình gặp một con mà không phải 5 sao mà chỉ là 3 sao thôi. Có phải chăng là chúng ta sắp hết gặp cái con đấy rồi không? Hy vọng là sắp hết gặp rồi các bạn ạ. Ui cấp 15 4 sao ạ, vãi đạn ghê đấy. Cấp 15 4 sao mà còn A cộng nữa cơ. Á màn. Cái con TT đó mốt mình kiếm được, mốt mình cho lên 5 sao thì đánh cũng ngon đấy các bạn. Con này mình thấy khá là bá. Bởi vì mình thấy là con này như dễ kiếm mảnh nhất luôn hay sao á. Thế mấy cái danh này toàn cái con đấy 3 4 sao thôi các bạn. Tí mình ra mình xem mình có bao nhiêu mảnh con Boulder Dragon nhá. Con này là bá ghê luôn đấy. Easy. Rồi Lê Văn Đạt quá mạnh. Đó. Lê Văn Đạt ở cái rank này thì được xếp ngang hàng với bé ca sấu bởi vì được búp máu cũng như là sức mạnh nữa các bạn ạ. Rồi, bánh gạo 1 sao, bánh gạo cấp 15 4 sao A cộng à hay là gì? Đít lép xẹp đấy, công khai luôn. Con này còn chưa có rank nữa các bạn ạ. Rồi, để cho bé này 1 cân 3 đi. Ngon. Đánh kiểu gì cũng cân 3 được mà. Ok, không biết là kết thúc mùa giải này mình có được hạng 1.000 không? Có kết thúc mùa giải ủa, Movie Fantastic 5 sao các bạn ơi. Bỏ qua. Cũng ngon. Đây, đang đi cái nhiệm vụ thu hoạch trái cây này. Cực kỳ khó luôn anh em ạ. Ây à, 20 trên 34 rồi.
Hiện tại mình đang có 1600 game. À cái event này này. Cái event này là các bạn mua game ấy thì các bạn sẽ được nhận thêm mấy cái trend với cả là trái cây các bạn ạ. Được cái dương ấy, nó sẽ cho các bạn 35 cái trend này nữa. Ui dồi, ngon vãi. Khốn nạn vãi. Nó không ra sớm để mình mua. Bây giờ nó mới ra, các bạn thấy khốn nạn không? Đi cái kính này lâu quá, đi mãi không được này các bạn. 2 3 4. Có Siren giờ cũng chả để làm gì các bạn ạ. Thế các bạn ạ, mình đi lấy kính cái này không biết là được 1 tháng chưa nhưng mà mình nghĩ là nó lâu lắm rồi đấy các bạn ạ. Cho Beret đánh nhau đi. Không ở tập trước các bạn ấy cứ kêu là anh bỏ rơi Beret rồi. Tội nghiệp Beret quá. Thề với các bạn luôn. Mình không có bỏ rơi Beret nhá. Các bạn cứ nghĩ xấu cho mình thôi. Nhưng mà căn bản là lâu lâu Beret mới được ra trận chứ khi nào cũng ra trận thì ai đánh được nữa. Kiểu đội quân của mình đã mạnh sẵn rồi mà. Lẽ ra cái language này để cho mấy con Heroic nó đánh nhá các bạn. Nhưng mà bây giờ mấy con này của mình nó mạnh hơn cả mấy con Heroic thì sao giờ. Đây cho Beret đánh một cái cho anh em vui này. Đó. Đánh có 26.000 máu à. Giờ cho bé cá sấu cái khác bọt ngay. Các bạn nhìn nhá. Bao nhiêu máu? 49k máu. Thôi cho lên văn đạt ra đi. Kèo này kèo khó rồi các bạn ơi. À không khó lắm. Cũng chỉ tầm tầm thôi. Mày nè. Đây bé cá sấu. Ok. Finish him. 101k. Quá đã. Xem nào. Đấy con này nó xuất hiện hoài luôn các bạn. Đây cho hai dân chơi đánh nhau để xem dân chơi nào thắng. Pool Energy ở gần chết. Hai con này ngang cơ nhau các bạn ạ. Cấp 40 mà ngang cơ với cấp 32 sao. 34 chứ. Ôi con này không bị khắc chế này. Chiêu này đi, chiêu laser speed mạnh nhất các bạn ạ. Ủa một hit chết luôn con. Các bạn ạ, một hit nó giết chết luôn con Heroic ạ. Bé ca xấu vãi cả trường. Mặc dù là cấp thấp thật nhưng mà một hit chết luôn thì cũng hơi bá đúng không? Quá bá luôn. Ok. Mỗi lần mà các bạn kết thúc một cái language thì các bạn sẽ được 4 game. Quá ngon. Hello Ali. Nào. Ủa, có rất nhiều người sẵn sàng tấn công bạn. Một người thôi à? Một con thôi à? Dễ. Tiếp tục. Đánh hết cái language này bởi vì nhiều bạn nói là anh đánh nhau ít quá. Thế là mình phải đánh nhau nhiều lên cho anh em xem. 50.000 máu rồi. Để cho bé cá sấu ra nào. Chiêu legend là 2.300 là mạnh nhất đấy các bạn thấy không? Chiêu là mạnh thứ nhì vậy. Mình không nhìn rõ lắm. Chết. Bé cá sấu của mình bị một phát nửa cây. Heroic này. Con này thì easy nữa. Legend này. Con này còn easy nữa các bạn nhỉ. Đánh 100.000 đam luôn này. Ồ 95 rồi à? Hơi thấp nhỉ. Rồi ok. Rồi là tầm này mình đang tàn phá ở cấp 65 này. Language cấp 65 là mình đang tàn phá. Mình phải lên cấp 7 mấy đấy. Thì bắt đầu mới gặp nhiều hack các bạn ạ. Đấy trên đấy mới mệt. 51.000 máu à. Không ăn thua nhỉ. Cho này ra đi. Bé cá sấu ra đi. Đó. Con nào nó khắc chế thì mình sẽ mang đánh nhá các bạn. Chứ phải là mình ưu tiên con nào đâu. Chẳng có con này nó mạnh quá. Nó khắc chế nhiều quá. Thế này mình lôi ra thôi. Đấy. Bây giờ lôi Lê Văn Đạt ta đánh. Bạn thấy không? Đánh rất đều, đều như vắt chanh luôn. Chưa đây mạnh nhất của nó này. 36.000. Này. 35.000. Win. Yes. Ok chưa anh em? Rồi và có lẽ là mình sẽ dừng cái clip này đây thôi nha. Và nếu các bạn cảm thấy thích cái series Dragon City của mình thì các bạn đừng quên bỏ lại cho mình một like và đừng quên chia sẻ video để ủng hộ cho mình nha. Các bạn đạt tên lắp mười mấy rồi hãy nói cho mình biết. Còn bây giờ thì xin chào, tạm biệt và hẹn gặp lại các bạn. Bye bye.